Kính thưa quý vị, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc về giữ gìn đạo đức cách mạng, đạo làm người. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tổng Bí thư đã để lại cho người dân Việt Nam một tấm gương đạo đức trong sáng, được thể hiện bằng những việc làm giản dị đời thường, nhưng toát lên vẻ đẹp của một nhân cách lớn về đạo đức và lối sống. Với những người bạn, những người đã có cơ hội được gặp gỡ Tổng Bí thư, bên cạnh hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết liệt, cương nghị, nghiêm minh là một trái tim bao dung, gần gũi, tràn đầy tình yêu thương với biết bao kỷ niệm. Tôi là Nguyễn Thanh Thản, tôi và anh Nguyễn Phú Trọng học cùng với nhau từ năm 1958, mà nếu đến nay thì đã hơn 60 năm. Một cái tình bạn ấy thì nó cũng trải qua rất nhiều cái thời điểm biến chuyển của đất nước này. Ấn tượng sâu sắc nhất mà của tôi đối với anh Nguyễn Phú Trọng là khi mà chúng tôi còn ở cái tuổi cấp sách lên trường, khi mà tiếp xúc với nhau ấy, mà nó có một cái sự chân thành, giản dị, ngày nhỏ thôi, rủ nhau cùng làm với nhau một cái bích báo tường ấy, thì anh Nguyễn Phú Trọng thì rất siêu, vì anh ấy rất giỏi văn. Anh ấy vừa là chủ biên, anh ấy còn khuyến khích bọn tôi là thôi, cứ cố gắng đi, mỗi anh em đẻ ra một cái gì đó, có thể là viết vài câu cũng được, có thể làm vài câu thơ cũng được, lục bát cũng được, hay cái gì cũng được, để đóng góp vào tờ báo. Cái tờ bích báo thì luôn luôn là được nhà trường đánh giá tốt đấy. Ông có còn bài viết nào hay là bài thơ nào của người bạn của ông? Có chứ ạ. Bài thơ này được viết trong những ngày cuối năm học lớp 10, đăng trên tờ bích báo của lớp 10B. Mùa hoa phượng năm nay mùa đưa tiễn tuổi học sinh vào ký ức xa xưa. Mùa hoa phượng năm nay mùa hứa hẹn bao ước mơ khao khát đợi chờ. Ta còn đón những mùa hoa phượng nở, sẽ còn nghe rộn rã tiếng ve kêu trong nhịp bước đường đời đang rộng mở của ngày mai trên tổ quốc thân yêu. Vâng, và trong này thì đã nhìn thấy những cái hình ảnh của tổ quốc thân yêu và cái tình cảm với quê hương đất nước thể hiện qua những cái vần thơ rất là giản dị và hình ảnh gắn với tuổi học trò, đó là những cái bông hoa phượng đang rực cháy. Người ta nói rằng là muốn biết là ông là ai thì hãy hỏi xem bạn của ông là ai. Là người bạn của một người có cái trọng trách lớn như vậy thực sự không dễ dàng. Làm sao có thể được duy trì được một tình bạn chân thật và bền bỉ qua năm tháng với một người có trọng trách lớn? Mỗi người có một cái cương vị khác nhau, mỗi người công chức khác nhau, nhưng mà một cái nguyên tắc chúng tôi sống là không được nhờ vả. Tức là rồi anh đưa con anh về tôi, hoặc là tôi đưa con anh về anh, hoặc là anh về chỗ lẻ công tác tốt hơn, không bao giờ có chuyện đó. Dạ. Chúng tôi có một nguyên tắc trong mấy anh em như thế. Dạ. Và chúng tôi thực thi đến lúc này cũng là như thế. Dạ. Thậm chí anh khi anh ở cương vị lớn hơn như vậy, Tết đầu xuân là chúng tôi thường xuyên ngồi với nhau. Nhưng mà chúng tôi có một cái nguyên tắc nói này, không được nói chuyện với nhau về chính trị nhiều. Không nói chuyện về chính trị, mà chủ yếu là quan tâm đến nhau, là quan tâm đến cái thực thể sống, cái mối quan hệ gia đình. Chân đấy, tình. Chân đấy. Tình là chính. Vâng. Thì không có một cái gì mà chúng tôi vẫn nói nhau đấy. Trước làm Bí thư Hà Nội thì không có vấn đề, nhưng mà lên Chủ tịch Quốc hội chúng tôi bảo nhau là chúng mình bây giờ phải hy sinh đi. Hy sinh cái thời gian ngồi với nhau đi để dành cho anh ấy làm việc. Phải nói thật, mà nói trong lòng chúng tôi ấy, là không có e ngại. Vì tình cảm của anh ấy đối lại với chúng tôi nó lại quá gần gũi và nó quá ân cần như thế rồi. Mà mình cũng không thể là mình xa lánh ra chứ. Cái tình cảm của chúng tôi đối với anh ấy nó thân thương, nó không phải là nó quý mến mà nó trân trọng, nó cảm thấy mình cảm thấy anh ấy ốm, anh ấy đau cũng như là mình ốm mình đau. Như thế trong tình bạn như thế. Và thì chúng tôi cũng không coi là anh ấy là nó quá xa với mình. Vì thực tế là tôi nói thật với chị chứ, thậm chí ngồi với nhau ấy là xưng hô với nhau ấy, anh Trọng anh rất là tế nhị, toàn cậu với tớ thôi, hay là bọn tôi cũng còn xưng, thậm chí xưng với anh ấy mình với tôi chẳng hạn, nó là cái chuyện bình thường, nó không có một cái gì nó mà cảm thấy là ngăn cách giữa lãnh đạo với nhân dân, với nhân dân, với vai trò người dân. Thì ông tâm đắc nhớ nhất những câu nói nào của Tổng Bí thư ạ? Trước hết là trong cái phát biểu Tổng Bí thư cũng đánh giá đất nước ta ấy, là chưa có lúc nào cái cơ đồ của đất nước ta như ngày nay. Thế rồi cái uy tín của đất nước ta mà ra trường quốc tế
như ngày nay. Và thậm chí tất cả người dân, không phải là người dân đang ở trên cái đất nước Việt Nam này, mà các người dân đang sinh sống ở trên khắp các quốc gia khác, người ta cũng đều hướng về Tổ quốc. Mà chính cái đó nó có một cái điều là cái thu hút nhân tâm và thu hút cái lòng người ấy. Mà chính những câu của đồng chí Tổng Bí thư nói ấy, thì tôi với tư cách là công dân ấy, tôi cảm thấy là nó đi vào lòng người. Chúng tôi là ngày học sinh ấy, là tâm đắc nhất đến cái mấy câu thơ của Tố Hữu, là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là cả vườn hoa lá, vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng ca. Tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải khắp muôn khắp nơi. Muôn nơi. Đó là những câu thơ mà ở trong đó có thể là đã xây đắp lên lý tưởng của một lớp thanh niên khi ấy, đúng không ạ? Lý tưởng ấy xả thân cống hiến cho đời. Và hãy yêu thương người dân nữa, đúng không ạ? Và yêu thương những người dân của mình.